Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới lúc này, người nhà cha Tường tiết lộ nhiều tình tiết ấn tượng và đặc biệt về cuộc đời cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, ấn tượng về ông cố thân sinh cha Tường. Xin cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý vị, vụ việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường tạ thế đúng là để lại mỗi người một cảm xúc, một góc nhìn. Tạ ơn Chúa về những công trình lớn lao mà Ngài đã mang tới và để lại cho đời như công nghệ chám nano và trà thảo dược nano, phòng khám yêu thương cho không. Mới đây, người nhà cha Tường vừa tiết lộ nhiều tình tiết góc khuất mới về cha mà có lẽ ai nghe xong cũng đều lấy làm cảm động. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bí mật của cha, nhà khoa học Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Vậy là cha, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường đã về với Chúa được 19 ngày. 5 năm, con được đồng hành cùng cha, được cha chỉ dạy biết bao điều. Gần đây, cha Tường hối thúc. Con phải khẩn trương làm việc này việc kia cho cha, vì cha không thể ở lâu được. Lúc đó, con vẫn ung dung đáp lại. Cha còn trẻ, còn khỏe thế, cha sống lâu đến 100 tuổi cơ mà. Cha làm sao mà bỏ chúng con đi được? Con đường cha đi là đi ngược thế gian, sứ mệnh của cha xong, Chúa gọi cha về ngày nào thì cha về, nhưng chắc không còn lâu nữa. Trong một lần nói chuyện vui, cha bảo con, Trang Nhung này, mày có ông cha như tao, mày cũng hãnh diện chứ? Vâng, con vô cùng hãnh diện và tự hào. Nhưng con không biết, ngày cha về với Chúa lại đến quá nhanh như vậy. Ngày cha mất, có nhiều người được cha cứu giúp, đến để kể cho con nghe những câu chuyện rất ly kỳ. Con cũng không biết phép lạ là gì, nhưng có một số sự việc cha dặn dò con trước và đến nay nó đã xảy ra đúng như vậy. Người ta nói cha là một vị thánh, cả cuộc đời cha chỉ làm phước cứu người, không bằng gì cho bản thân. Trong những ngày này, có rất nhiều người gọi điện nhắn tin hỏi con về cha. Con xin phép được nói sơ lược tiểu sử của cha, nhà khoa học Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sinh ngày 2 tháng 7 năm 1977 tại ấp Rồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Cha, ông cố là Nguyễn Văn Lễ, sinh năm 1932, là tu sĩ dòng Sito Phước Sơn, Vũng Tàu, Việt Nam. Và anh họ, Tadeo Trần Chánh Thành, Linh Mục Chánh Tòa tại Thụy Điển. Cha Tường học tiểu học tại trường Vinh Kim B, trường trung học cơ sở Vinh Kim A, học phổ thông trung học Cầu Ngang, tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1996. Từ lớp 9 đến lớp 12, cha Tường là giáo lý viên của nhà thờ Rồng Lớn. Năm 1998, 21 tuổi, cha đi tu ở Đại Chủng Viện Thánh Quý, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Năm đầu tiên, cha làm trưởng khoa triết học. Năm thứ hai, cha làm trưởng khoa y tế. Năm 2000, cha Tường là học trò và là con nuôi của giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạnh. Cha cùng với cha nuôi nghiên cứu công nghệ chám nano, thảo dược nano để chữa ung thư giai đoạn cuối. Năm 2005, cha cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch nghiên cứu công nghệ cát hóa đá để giúp miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa được làm sân phơi lúa ngàn biển. Năm 2007, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường được đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giáo phận Vịnh Long, phong chức linh mục và bổ nhiệm cha làm cha phó giáo sứ Phong Hòa Đồng Tháp. Trong thời gian làm cha phó, cha Tường đã cho ra đời công nghệ cát hóa đá sau 2 năm nghiên cứu nhưng chưa đưa vào ứng dụng vì cha ưu tiên đưa công nghệ chám nano, thảo dược nano, chữa ung thư cứu người và phụ trách các công việc mục vụ của giáo xứ. Năm 2009, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường được đức cha Tôn Ba Tân bổ nhiệm làm cha xứ nhà thờ Long Thắng, tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 2009 đến 2012, cha giảng thánh lễ Long Chúa Thương Xót tại nhà thờ Long Thắng, quy tụ dân chúng tại các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long để yêu thương cho không, có thánh lễ lên đến cả vạn người. Cha thực thi lời Chúa dạy là yêu thương và cho không bằng những việc làm cụ thể như xây dựng nhà máy hơn 1 tỷ đồng để cấp nước tinh khiết hàng tuần cho bà con nghèo, phát gạo hàng tháng, xây nhà tình thương hàng tháng cho bà con nghèo. Xin lễ không lấy tiền, nấu cơm miễn phí, cha hướng mọi người đến con đường bác ái, yêu thương cho không, giúp đỡ người nghèo, người già, người vô gia cư, không nơi nương tựa.
Tháng 12 năm 2012, cha được Đức Cha Tân quyết định bổ nhiệm làm cha sở nhà thờ Thành Thới, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Từ tháng 12 năm 2012 đến 2014, cha giảng thành lễ Lòng Chúa Thương Xót kêu gọi mọi người thực thi lời Chúa, yêu thương và cho không tại nhà thờ Thành Thới. Cũng ở đây, cha xây dựng nhà máy nước hơn 3 tỷ đồng để tạo ra nước khoáng, nước ngọt để uống và nước biển dầu xì sát, nước mặn dùng để ngâm tắm và điều trị các bệnh ngoài da để cho miễn phí cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ và người dân xung quanh nhà thờ Thành Thới nấu cơm miễn phí cho mọi người. Tham dự thánh lễ, phát gạo hàng tuần, xây nhà tình thương hàng tháng. Tháng 3 năm 2014, cha giảng thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót. Cũng tại đây, cha phân tích lời Chúa. Đức Chúa Trời phán, tại đây ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Không chỉ là một vị linh mục, cha còn là một nhà nghiên cứu chữa bệnh ung thư. Cha muốn nói cho tất cả mọi người một bí mật. Khi con người nạp quá nhiều thịt động vật vào cơ thể thì đó chính là môi trường axit, tạo điều kiện cho các mầm bệnh, đặc biệt là ung thư. Ngược lại, tế bào ung thư sẽ chết trong môi trường kiềm, cây cỏ mang hạt giống có tính kiềm. Do vậy, ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn chay, cơ thể con người sẽ chuyển từ môi trường axit sang trung tính và kiềm. Từ đó, cha khuyên mọi người nên ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn chay. Chính vì điều này, cha đã bị phạt vạ tuyệt thông, hay gọi nôm na là treo chén vì họ cho rằng lời khuyên này không đúng với tinh thần công giáo. Khi đó có nhiều cha khuyên cha chỉ cần nhận lỗi là xong và vẫn tiếp tục là một vị linh mục đức cao vọng trọng. Có người lại nói phải chi cha cứ là một vị linh mục được hưởng phước, được quyền cao chức trọng, tội gì cha phải xả thân cứu người rồi bị vạ vào thân. Nhưng không, cha không màng hư danh, cha vẫn trở về quê nhà tiếp tục nghiên cứu chữa bệnh ung thư cứu người. Đối với cha, việc quan trọng và cấp thiết chính là cứu người. Cha cứu người cho đến lúc chết và dù có phải chết thì cha cũng không từ bỏ việc cứu người. Cũng vào thời điểm này, cha được sai vạ tuyệt thông, phục hồi lại các chức sắc. Ngày cha mất, được cử hành đúng nghi thức của một vị linh mục tại nhà thờ rộng lớn trong điểm tiếc thương vô hạn. Đám tang của cha không chỉ có người thân, các cha, các giáo dân và phân nửa là các bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân được cha cứu sống. Họ chịu tang cha như chính người sinh thành ra họ một lần nữa. Có những người nhà của bệnh nhân túc trực từ hôm cha được đưa từ bệnh viện cho đến khi việc chôn cất xong xuôi, họ mới dập đầu tiễn biệt cha ra về. Cũng trong những ngày tang lễ ấy, có những kẻ đã trắng trợn dựng chuyện, đặt điều nói xấu cha. Cũng đến ngậm ngùi cầu nguyện cho cha tường như một lời ăn năn sám hối muộn màng. Tôi đặc biệt cảm kích cha Tân, người anh em của cha, xúc động phát biểu trong tang lễ. Các cha ngoài kia vẫn đang rao giảng lời của Chúa, nhưng chính cha tường mới đang thực thi lời của Chúa. Việc làm của cha tường chính là yêu thương tất cả mọi người. Cả đời cha tường giúp người cứu người, không màng đến bản thân, cứu người đến cả lúc chết. Đúng vậy, những ngày đó, số bệnh nhân ung thư lên đến gần 800 người. Cha tường có những đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng vì làm việc quá sức mà cha đã bị đột quỵ. Còn nhiều điều nữa, tôi sẽ viết tiếp ở bài sau, hết trích. Tác giả, nhà báo, nhà xuất bản sách và cũng là con gái nuôi của cha tường, chị Nguyễn Trang Nhung. Trân trọng cảm ơn tác giả. Thành kính phân yêu, xin Chúa trả công bội hậu và đón nhận linh hồn cha Phêrô vào nước Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.